Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Để đáp ứng công tác phòng chống dịch COVID-19, từ tháng 3 năm 2020, huyện Đông Sơn đã thành lập và kích hoạt tổ giám sát cộng đồng phòng chống dịch tại tất cả các thôn trên địa bàn huyện. Từ đó đến nay, các tổ giám sát vẫn duy trì và hoạt động tích cực, kiểm soát chặt người ra vào địa bàn và giám sát việc phòng chống dịch bệnh tại khu dân cư. Bất kể nắng, mưa, ngày đêm, các thành viên tổ giám sát cộng đồng phòng chống dịch COVID-19 thôn Hoàng Học, xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn đều đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, đến hoặc về từ tỉnh ngoài để có giải pháp quản lý phù hợp. Đồng thời lập danh sách tất cả những người trong thôn đang sinh sống, học tập, làm việc tại nước ngoài, tỉnh ngoài, yêu cầu các gia đình báo cáo ngay với tổ giám sát khi các trường hợp này trở về địa phương. Trong thời gian qua thì rất nhiều gia đình có con em đang ở các cái vùng có dịch trên đường đi về tại địa phương ấy, thì đã kịp thời báo cáo và về ngay tại trạm y tế để cách ly, để làm các cái thủ tục cách ly ngay tại trạm y tế chứ chưa về đến gia đình. Sau nhiều đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19, các tổ giám sát cộng đồng phòng chống dịch COVID-19 tại huyện Đông Sơn ngày càng có kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác giám sát phòng chống dịch tại khu dân cư. Từ nguồn thông tin do các tổ giám sát cộng đồng cung cấp, đa phần các trường hợp trở về từ các vùng nguy cơ dịch tễ cao đã được Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Đông Sơn tổ chức đưa đi cách ly tập trung ngay khi về đến địa phương. Đối với các trường hợp cách ly y tế tại nhà, bên cạnh việc thường xuyên kiểm tra, giám sát, thì các tổ giám sát cộng đồng đã thông báo danh sách các trường hợp đang cách ly tại nhà trên hệ thống loa truyền thanh của thôn để người dân trên địa bàn cùng tham gia giám sát việc chấp hành các quy định cách ly của người cách ly. Trên địa bàn huyện Đông Sơn thì có tất cả là 92 tổ giám sát cộng đồng. Mỗi một cái tổ giám sát cộng đồng đều phụ trách là một thôn. Trung tâm y tế là có cái nhóm Zalo giữa trung tâm y tế và cán bộ nhân viên trạm y tế. Rồi cán bộ nhân viên trạm y tế lại có cái nhóm Zalo với các cái tổ trưởng tổ giám sát cộng đồng. Rồi thì đối với ban chỉ đạo của các xã thì ban chỉ đạo của xã cũng có cái nhóm đó để cái việc mà liên hệ báo cáo các thông tin kịp thời. Qua rà soát của các tổ giám sát cộng đồng, hiện toàn huyện Đông Sơn có hơn 3.000 người đang sinh sống, học tập, làm việc tại nước ngoài và khoảng hơn 10.000 người đang ở tỉnh ngoài. Có thể khẳng định, tổ giám sát cộng đồng là những cánh tay nối dài của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các cấp. Thông qua tổ giám sát, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các cấp đã kịp thời nắm bắt tình hình tại các khu dân cư, từ đó thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh hiệu quả. Đặc biệt trong các tình huống khẩn cấp, tổ giám sát cộng đồng đóng vai trò rất tích cực trong việc truy vết, giám sát các nguồn nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Hiện nay, 34 trên 34 xã, phường của thành phố Thanh Hóa đều có người trở về từ vùng dịch và các địa phương có nguy cơ cao đang thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú. Việc kiểm soát, quản lý người cách ly được các phường xã thực hiện nghiêm túc, gắn với nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy chính quyền, các tổ chức đoàn thể và từng cộng đồng dân cư. Từ cuối tháng 4 năm 2021, ngay khi khu phố có các trường hợp người dân trở về từ những tỉnh thành có dịch, ngày nào ông Lê Công Thành, tổ trưởng tổ giám sát cộng đồng phòng chống dịch COVID-19, phố Nghĩa Sơn 1, phường Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa, cũng cùng với nhân viên y tế phường đến từng nhà kiểm tra tình hình sức khỏe và việc chấp hành quy định cách ly của người dân. Không kể ngày hay đêm, mỗi khi có thông tin có người từ nơi khác trở về, ông lại nhanh chóng xác minh, tuyên truyền, hướng dẫn người dân khai báo y tế, chấp hành cách ly theo quy định. Phố Nghĩa Sơn 1 chúng tôi là có 12 trường hợp phải cách ly y tế tại nhà. Thì trong quá trình cách ly y tế thì các thành viên được giám sát từng khu vực, phải theo dõi giám sát những cái đối tượng này. Nếu họ không tuân theo các quy định của nhà nước về vấn đề phòng dịch 5K thì các thành viên đó có trách nhiệm nhắc nhở các đối tượng này. Tại phường Quảng Đông, hàng ngày, trạm y tế bố trí người trực 24/24 giờ để đón tiếp công dân từ nơi khác về địa phương đến khai báo y tế, phân loại, hướng dẫn người dân thực hiện cách ly tại nhà. Trạm cũng đã chuẩn bị đầy đủ nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang, hóa chất, quần áo bảo hộ để sẵn sàng xử lý các tình huống xảy ra trên địa bàn. Từ ngày 30 tháng 4 đến nay, phường Quảng Đông có trên 50 người từ nơi khác về thực hiện cách ly y tế tại nhà. Phường cũng đã rà soát, thống kê có gần 200 người dân đang lao động, học tập ở tỉnh ngoài. Trong cái thời gian cách ly 21 ngày, đến nay 21 ngày thì trạm y tế cũng liên tục là về đi kiểm tra sức khỏe của gia đình.
Mình mới làm tốt để gương người khác, hai là đảm bảo sức khỏe cộng đồng. Đảng ủy đó đã nêu cao cái tinh thần trách nhiệm, đặc biệt là người đứng đầu của cấp ủy đảng và chính quyền, các tổ chức đoàn thể cũng như trưởng thôn, trưởng phố, bí thư chi bộ để làm tốt cái công tác phòng chống dịch trong cái đợt này. Hiện nay trên địa bàn thành phố Thanh Hóa còn khoảng 2.000 người từ vùng dịch hoặc từ các địa phương có nguy cơ cao trở về đang thực hiện cách ly y tế tại nhà. Việc hướng dẫn, quản lý, giám sát người cách ly được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ sẽ góp phần ngăn ngừa dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đặc biệt là tại các khu công nghiệp, các doanh nghiệp, hiện nay Bộ Công Thương đang triển khai việc xây dựng bản đồ chung sống an toàn với COVID-19 tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp, dịch vụ thương mại ở các địa phương. Đây được xem là công cụ hữu ích để các đơn vị nắm bắt các thông tin về tình hình dịch, từ đó xây dựng các kịch bản thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa đảm bảo thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Đây là hình ảnh bản đồ chung sống an toàn với COVID-19 được triển khai tại địa chỉ antoancovid.vn. Hệ thống đưa ra đánh giá về mức độ an toàn tại từng cơ sở, đơn vị và được phân biệt bằng màu sắc xanh, an toàn, vàng, có rủi ro, đỏ, không an toàn. Thông tin được công khai theo thời gian giúp các đơn vị có thể chủ động giám sát, theo dõi để nắm bắt tình hình dịch tại từng khu vực, phạm vi cụ thể. Tại doanh nghiệp này, ngay khi được cấp tài khoản, đơn vị đã chủ động cập nhật thông tin, cập nhật tình hình của đơn vị lên hệ thống bản đồ chung sống an toàn với COVID-19. Theo lãnh đạo đơn vị, việc triển khai ứng dụng này giúp cán bộ, nhân viên đơn vị hình thành thói quen chủ động phòng chống dịch để duy trì mức độ an toàn, đảm bảo hoạt động kinh doanh thông suốt. Do cái đặc thù là anh em cán bộ nhân viên phải tác nghiệp ở tất cả các nhà máy, các trường học, các cơ quan xí nghiệp, cho nên là cái việc mà xây dựng ứng dụng cái bản đồ dịch COVID-19 này thì sẽ tạo điều kiện cho chúng tôi cập nhật cái tình hình, từ đó là có các cái kịch bản trong quá trình sản xuất kinh doanh nó phù hợp. Để triển khai bản đồ chung sống an toàn với COVID-19, đến nay Sở Công Thương Thanh Hóa đã rà soát, cung cấp danh sách thông tin gần 2.000 cơ sở để Bộ Công Thương cập nhật vào hệ thống, cấp hơn 500 tài khoản trên bản đồ chung sống an toàn với COVID-19. Các doanh nghiệp được cung cấp tài khoản cũng đang chủ động tự đánh giá, cập nhật thông tin lên bản đồ. Chúng tôi cũng tổ chức trích đít thống kê, khai báo trên cái nền tảng công cụ. Cá nhân hay tổ chức sẽ nhìn trên cái dữ liệu đấy để biết được là mình đang ở vùng an toàn hay là vùng không an toàn. Trên cơ sở đấy để tổ chức sản xuất kinh doanh nó phù hợp với là cái điều kiện trong cái thời gian dịch. Sắp tới Sở Công Thương tiếp tục rà soát và cập nhật các cái đơn vị còn lại để báo cáo Bộ Công Thương. Và khi được cập nhật thì Sở Công Thương sẽ hướng dẫn để các cơ sở sản xuất có thể là sử dụng các bản đồ, làm sao đảm bảo cái vừa chống dịch hiệu quả mà vừa đảm bảo sản xuất. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu tất cả các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp phải thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch, tự đánh giá mức độ an toàn, cập nhật lên bản đồ an toàn COVID-19, kiên quyết dừng hoạt động khi không đảm bảo an toàn và không cập nhật mức độ an toàn lên hệ thống. Việc bản đồ chung sống an toàn với COVID-19 tại các doanh nghiệp được triển khai toàn diện sẽ hỗ trợ các cơ quan quản lý trong công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng thời tạo sự yên tâm cho các đơn vị khi thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh trong tình hình mới. Xin được tiếp tục bản tin thời sự với những thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 29 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Đức Giang đi kiểm tra thực địa và chỉ đạo khắc phục khẩn cấp sự cố kè hướng dòng sông Mã và cống lấy nước trạm bơm Hoàng Khánh, huyện Hoàng Hóa. Kết quả kiểm tra thực địa cho thấy, công trình kè hướng dòng trên sông Mã có nhiệm vụ hướng dòng nước về phục vụ trạm bơm sông Hoàng Khánh đã bị lũ cuốn trôi một đoạn dài 50 mét, phần chân kè bị sụt lún, toàn bộ phần thân và mặt đập phía hạ lưu bị phá vỡ. Cống lấy nước phục vụ trạm bơm Hoàng Khánh cũng bị sạt trượt phần kè bê tông cốt thép với chiều dài 25m, lấn vào bờ từ 0,5 đến 1m. Lòng sông sát cửa cống lấy nước bị bồi lắng nên không thể lấy nước, trạm bơm không thể vận hành. Theo báo cáo của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Bắc sông Mã và huyện Hoàng Hóa, công trình kè hướng dòng trên sông Mã và trạm bơm Hoàng Khánh đã được xây dựng từ nhiều năm. Do tác động của thiên tai và hoạt động khai thác cát trái phép trong thời gian dài đã khiến cho các công trình này bị hư hỏng xuống cấp. Nếu không được sửa chữa khắc phục khẩn cấp thì tình trạng hư hỏng sẽ nghiêm trọng hơn và có thể ảnh hưởng đến an toàn của các hộ dân sinh sống gần khu vực công trình. Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lê Đức Giang khẳng định, khắc phục khẩn cấp công trình kè hướng dòng và cống lấy nước trạm bơm Hoàng Khánh là rất cần thiết.
đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư khôi phục công trình kè nắn dòng trên sông Mã bằng nguồn ngân sách dự phòng của tỉnh và khắc phục khẩn cấp công trình cống lấy nước trạm bơm Hoàng Khánh bằng nguồn từ quỹ phòng chống thiên tai. Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh giao công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Bắc sông Mã sớm hoàn tất hồ sơ thủ tục xin ý kiến các ngành chức năng để báo cáo Ủy ban dân tỉnh trước ngày 10 tháng 6 năm 2021. Chậm nhất ngày 20 tháng 6, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trình Ủy ban dân tỉnh quyết định đầu tư. Giao Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư bố trí nguồn vốn để thực hiện. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bắc sông Mã, trong thời gian tới, bằng các giải pháp kỹ thuật phải đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất và sinh hoạt bình thường cho nhân dân trong vùng phục vụ. Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh yêu cầu huyện Hoàng Hóa tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm việc khai thác cát trái phép trên địa bàn huyện, tránh tác động tiêu cực đến các công trình thủy lợi đê điều. Để góp phần sớm khắc phục thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam, thời gian qua các ngành chức năng, đặc biệt là Chi cục Thủy sản Thanh Hóa đã thực hiện nhiều giải pháp nâng cao nhận thức, tuân thủ pháp luật của ngư dân trong khai thác thủy hải sản. Ngư dân Mai Văn Quý ở xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc đang chuẩn bị cho chuyến đi biển dài ngày. Theo anh, ngoài chuẩn bị đầy đủ như ngư lưới cụ, thực phẩm, thì việc đảm bảo đủ các giấy tờ quy định là điều không thể thiếu. Nhận thức của anh thay đổi nhờ được ban quản lý cảng, các cơ quan chức năng thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn. Tôi nghĩ là tuân thủ pháp luật, giấy tờ vào cập cảng với đi khai thác biển thì nó an toàn hơn và như vậy là đánh bắt nó cũng yên tâm hơn. Thì về đến đất cảng thì cũng có quản lý cảng thì cũng cấp giấy đi làm. Thì ra ngoài biển thì vào các cửa lệch thì cũng có giấy tờ đầy đủ. Để nâng cao nhận thức tuân thủ pháp luật của ngư dân trong khai thác thủy hải sản, cùng với tuyên truyền bằng nhiều hình thức như phát tờ rơi, tờ phướn, phát thanh trên hệ thống loa tại các cảng cá, Chi cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng các ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa đã tăng cường tuần tra kiểm soát tàu cá tại các cảng cá, cửa lạch trên biển về chấp hành các quy định khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, phối hợp với các địa phương đơn vị ven biển vận động chủ tàu, thuyền trưởng, ngư dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về hoạt động khai thác thủy sản, các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu về cảnh báo thẻ vàng đối với thủy sản khai thác của Việt Nam, hướng dẫn ngư dân khai thác trên các ngư trường truyền thống thuộc chủ quyền của Việt Nam, xử lý các trường hợp vi phạm. Riêng trong tháng 5 năm 2021, lực lượng chức năng của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Biên phòng đã phát hiện xử lý vi phạm hành chính 12 tàu với số tiền phạt 83,4 triệu đồng. Qua cái việc kiểm tra công tác quản lý nhà nước tại cảng để nắm bắt kịp thời các cái thiếu sót của chủ tàu và đề nghị các chủ tàu khắc phục để đáp ứng các yêu cầu về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Tập trung vào cái việc mà chủ tàu đánh dấu tàu cá, các hồ sơ thủ tục liên quan đến tàu cá như an toàn vệ sinh thực phẩm đối với tàu cá, giấy phép khai thác, đăng kiểm tàu cá và các cái ghi chép sổ nhật ký báo cáo khai thác. Thì việc này thì để mà khắc phục kịp thời các cái yêu cầu của IAC trong việc chống khai thác bất hợp pháp. Những tồn tại trong khai thác thủy hải sản thời gian qua chủ yếu là chủ tàu thuyền chưa ghi nộp nhật ký khai thác, chưa thông báo khi cập rời cảng, chưa lắp thiết bị giám sát hành trình theo quy định, chưa có giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm. Do vậy, ngoài sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, mỗi ngư dân cần nâng cao nhận thức, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật trong khai thác thủy sản. Đây cũng là điều kiện để tỉnh Thanh Hóa cùng với cả nước sớm gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản khai thác của Việt Nam, đồng thời thực hiện tốt mục tiêu phát triển thủy sản bền vững trong thời gian tới. Với điều kiện thời tiết bất thuận, mưa nắng thất thường như hiện nay là điều kiện dẫn đến môi trường nước bị ô nhiễm, nguy cơ phát sinh dịch bệnh trên tôm cao. Để phòng ngừa, các hộ nuôi tôm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh nhằm giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh gây ra. Để đảm bảo môi trường nước, giảm tác nhân gây bệnh trên tôm nuôi, anh Lê Ngọc Đạt, thôn Ngọc Diễm 2, xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương đã sử dụng chế phẩm sinh học EM1 đúng quy trình 10 ngày một lần trong tháng đầu và 5 ngày một lần cho những tháng tiếp theo. Để tăng sức đề kháng cho tôm, anh sử dụng men tiêu hóa, vitamin C, khoáng chất trộn vào thức ăn để tôm sinh trưởng phát triển tốt. Ngoài ra, anh thường xuyên kiểm tra các yếu tố môi trường trong ao, kịp thời phát hiện để sớm có biện pháp phòng và trị bệnh trên tôm nuôi. Các khâu xử lý, mình phải diệt khuẩn. Sau khi diệt khuẩn thì trong 1-2 ngày mình tiến hành là cấy vi sinh, tạo cái nguồn vi sinh vật có lợi trong nguồn nước, tạo điều kiện tốt cho tôm nó phát triển.
Vụ xuân hè năm nay, Thanh Hóa nuôi thả trên 4.100 ha tôm, trong đó trên 500 ha nuôi thâm canh tôm thẻ chân trắng, còn lại là diện tích nuôi xen ghép các đối tượng tôm, cua và cá. Hiện nay, cơ bản các diện tích nuôi tôm đã được các hộ trong tỉnh thả nuôi. Tuy nhiên, với điều kiện thời tiết nắng mưa xen kẽ, cộng với việc thực hiện quy trình xử lý môi trường đầm nuôi tôm của một số hộ chưa đảm bảo, đây là nguyên nhân phát sinh dịch bệnh trên tôm, nhất là bệnh gan tụy, phân trắng, đốm trắng. Để chủ động phòng chống dịch bệnh trên tôm, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và các địa phương trong tỉnh tăng cường kiểm tra giám sát vùng nuôi, đồng thời hướng dẫn các hộ chăm sóc, nâng cao sức đề kháng cho tôm nuôi, thường xuyên theo dõi, kiểm tra tôm nuôi, thực hiện nghiêm việc xử lý môi trường trong ao đầm, đảm bảo nguồn nước thích hợp và ổn định nhằm ngăn ngừa, hạn chế dịch bệnh xâm nhập và phát triển trong ao nuôi. Và trong quá trình sản xuất thì cũng có vận động cho hội viên là sử dụng các chế phẩm sinh học trong chăn nuôi để đảm bảo môi trường. Trong quá trình xử lý thì nước thì có hệ thống thoát nước riêng, có hệ thống xử lý ao lắng, ao lọc, và sau khi cái quá trình nuôi xong thì cái nước mà trong ao nuôi thì được thu về một chỗ, để sau đó là làm quá trình là cũng xử lý các mầm bệnh, quản lý môi trường ao nuôi và nâng cao cái sức đề kháng cho con tôm là vấn đề trọng tâm đặt lên hàng đầu. Thì khi mà lấy nước mới vào ao thì bà con phải lựa chọn những thời điểm con nước chất lượng nó tốt, chiều cường, và khi đưa nước vào chúng ta cần sử dụng một số các sản phẩm mà hiện nay đang có trên thị trường để quản lý các môi trường, ví dụ như là sử dụng cái gel lai, dolomit, cái khoáng khử độc hoặc là một số các cái sản phẩm sinh học. Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thanh Hóa, khi tôm bị bệnh thì rất khó chữa trị do loài thủy sản này không có hệ miễn dịch đặc hiệu. Do vậy, để hạn chế dịch bệnh xảy ra trên tôm nuôi, các địa phương, ngành chuyên môn trong tỉnh đang tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh sử dụng thuốc thú y, đồng thời khuyến cáo các hộ khi phát hiện tôm trong các ao nuôi có dấu hiệu không bình thường cần báo ngay với cán bộ khuyến nông, thú y để lấy mẫu xét nghiệm nhằm xác định nguyên nhân gây bệnh và xử lý kịp thời, tuyệt đối không giấu dịch, không xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường và không xả bỏ tôm chết, tôm bệnh ra ngoài môi trường làm lây lan nguồn bệnh. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tỉnh Thanh Hóa đang bước vào đợt nắng nóng dài ngày. Đây là thời điểm một số bệnh dịch mùa hè dễ bùng phát như cúm, viêm phổi, sốt virus tấn công sức khỏe của trẻ nhỏ. Vì vậy, nhận biết điều trị sớm và đúng phương pháp chính là cách giúp các bậc phụ huynh chủ động phòng tránh, bảo vệ con trẻ trước nguy cơ bị mắc bệnh. Cách đây không lâu, bệnh nhi này nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Nhi tỉnh Thanh Hóa trong tình trạng sốt cao, nôn, đau đầu, sợ ánh nắng. Sau khi lấy dịch tiết xét nghiệm, các bác sĩ kết luận bé bị mắc viêm màng não do nhiễm khuẩn, một trong những bệnh lý nguy hiểm thường gặp vào mùa hè. Sau khi là vào đây là được các bác sĩ kịp thời, được các bác sĩ chữa trị tận tình thì hiện tại bây giờ sức khỏe của cháu là bác sĩ tiên lượng là cháu rất tốt và cháu không còn những biểu hiện là đau đầu, buồn nôn và chóng mặt nữa. Thực hiện yêu cầu của Bộ Y tế về việc khuyến cáo người dân hạn chế đến cơ sở y tế thăm nuôi và khám bệnh định kỳ, hiện nay những trường hợp trẻ có dấu hiệu bệnh nhẹ như ho, sổ mũi đều được các bác sĩ tư vấn và hướng dẫn điều trị tại nhà. Tuy nhiên, từ đầu mùa nắng nóng đến nay, trung bình mỗi ngày vẫn có khoảng 40 bệnh nhi nhập viện điều trị nội trú, chủ yếu liên quan đến đường hô hấp như viêm phổi, viêm tiểu phế quản, viêm thanh khí phế quản phổi, bệnh do virus gây ra như viêm màng não, tiêu chảy. Điều đáng nói là trong số này có nhiều trường hợp nhập viện khi đã chuyển biến nặng. Kháng sinh chỉ dùng cho những cái bệnh mà do nhiễm vi khuẩn và không có hiệu quả đối với những cái bệnh mà do virus gây ra, ví dụ như là cảm lạnh hoặc là do cúm. Do vậy mà điều lưu ý đầu tiên đó là chúng ta không dùng kháng sinh đối với những cái bệnh mà do nhiễm virus như là cúm và cảm lạnh. Không được dùng kháng sinh để dự phòng bệnh. Trừ một số trường hợp đặc biệt thì phải có sự chỉ định của bác sĩ. Không được dùng kháng sinh thừa của cái đợt bệnh trước để dùng lại cho đợt bệnh sau, cũng như là không sử dụng các cái đơn thuốc cũ để sử dụng cho đợt bệnh mới. Mùa hè đến với nhiều đợt nắng nóng nên nhiệt tăng cao, trẻ em rất dễ mắc các loại liên quan đến đường hô hấp, tiêu hóa, sốt xuất huyết, viêm da. Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần hướng dẫn trẻ vệ sinh cá nhân và rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, nhất là trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Ngoài ra, phụ huynh cũng cần nâng cao sức đề kháng cho trẻ bằng cách cho trẻ ăn uống đủ chất dinh dưỡng, thường xuyên cho trẻ vận động. Khi trẻ có dấu hiệu bị bệnh, cần đến ngay các cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và điều trị kịp thời.
Thưa quý vị và các bạn, đến hết năm 2020, tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng được 300 chợ kinh doanh thực phẩm đáp ứng quy định về điều kiện an toàn thực phẩm, chiếm 77,3% tổng số chợ kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Kết quả này thể hiện sự nỗ lực rất lớn của các địa phương và các ngành chức năng. Tuy nhiên, việc duy trì các điều kiện đảm bảo kinh doanh thực phẩm an toàn tại các chợ sau khi được công nhận cũng hết sức quan trọng. Nếu như không làm tốt thì việc xây dựng chợ an toàn thực phẩm sẽ trở thành hình thức. Cách đây gần 3 năm, chợ Thiều, xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn được công nhận là chợ đạt các tiêu chí kinh doanh thực phẩm an toàn. Theo đại diện ban quản lý chợ, khi đó chính quyền xã và ban quản lý chợ đã phải rất vất vả, quyết tâm để đạt được các tiêu chí này. Bởi cái khó nhất là thay đổi nhận thức, thói quen của người kinh doanh. Tuy nhiên, gần 3 năm sau khi được công nhận, thực tế tại chợ Thiều hiện nay đã bộc lộ nhiều bất cập. Cơ sở tầng đã bắt đầu xuống cấp, đồng thời ý thức chấp hành các quy định về kinh doanh thực phẩm an toàn của các tiểu thương cũng không cao. Tình trạng người bán hàng không đeo găng tay khi chế biến thực phẩm đã qua sơ chế, không bảo quản thực phẩm đã chế biến trong thiết bị hợp vệ sinh vẫn diễn ra. Riêng khu vực bán hàng ăn trong chợ thì nhếch nhác, người bán, người mua xả rác trực tiếp ra môi trường. Rõ ràng các tiêu chí kinh doanh thực phẩm an toàn của chợ Thiều không những không được duy trì, nâng cao mà còn bị giảm sút. Cái mức độ thù lao để cho cái ban quản lý chợ là nó cũng không có được bao nhiêu cả. Đây là chủ yếu là tinh thần là chính thôi. Chứ còn không có là cũng phải không khó khăn nhưng mà khắc phục để làm thôi. Để giữ lại những cái thành quả của mình đã đạt được. Muốn thì phải thay đổi cái cơ sở tầng nâng cao lên. Cái cơ sở nó vẫn chưa đáp ứng được với cái mức độ của cái tầm vóc của cái chợ này. Trong khi đó, tại chợ thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn, sau khi được công nhận là chợ kinh doanh thực phẩm an toàn vào năm 2018, thị trấn Rừng Thông và ban quản lý chợ đã đầu tư nâng cấp hệ thống mái che, xây dựng nhà xe, sửa chữa một số hạng mục, thường xuyên nhắc nhở kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh thực phẩm an toàn của các tiểu thương. Do vậy, cơ sở tầng của chợ có phần khang trang hơn, môi trường sạch sẽ hơn và hoạt động kinh doanh cũng quy củ hơn. Hàng tuần là chúng tôi phun thuốc khử, tức là khử trùng đấy, để cho nó đảm bảo cho bà con đi chợ cho nó an toàn. Yêu cầu bà con là phải chấp hành mọi cái nội quy của ban quản lý, là mang tất cả hàng hóa mà không đủ và về cái nguồn gốc xuất xứ là chúng tôi cương quyết không cho vào. Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm thì chúng tôi phải là luôn luôn là có ý thức, trách nhiệm và nhắc nhở những người xung quanh và động viên những người xung quanh là cùng phải là buôn bán, kinh doanh những mặt hàng là có nguồn gốc xuất xứ để đảm bảo được cái vệ sinh an toàn thực phẩm chung cho toàn xã hội. Từ thực tế hoạt động của một số chợ đã được công nhận là chợ kinh doanh thực phẩm an toàn có thể thấy, để kết quả xây dựng các tiêu chí an toàn thực phẩm được duy trì bền vững, ngoài trách nhiệm của ban quản lý chợ, rất cần sự kiểm tra giám sát thường xuyên của chính quyền địa phương và các ngành liên quan. Trong trường hợp chợ không duy trì được các tiêu chí, cơ quan có thẩm quyền cần thu hồi quyết định công nhận chợ an toàn thực phẩm theo quy định. Có như vậy, việc xây dựng chợ kinh doanh thực phẩm an toàn mới đạt hiệu quả thực chất, góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân. Khuất tầm nhìn khi tham gia giao thông là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông. Tuy nhiên hiện nay ở thành phố Thanh Hóa, rất nhiều phương tiện xe ô tô đậu đỗ quá sát góc cua, điểm giao cắt giữa các tuyến đường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra va chạm và tai nạn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, với tốc độ gia tăng phương tiện ô tô hiện nay thì việc đậu đỗ tràn lan trên các tuyến đường vỉa hè đang diễn ra rất phổ biến. Tuy nhiên làm thế nào để đậu đỗ ô tô đúng quy định cũng như là đảm bảo an toàn giao thông đang là vấn đề đặt ra hiện nay. Tại rất nhiều tuyến đường, hàng loạt ô tô đậu đỗ hàng dài ngay sát các góc cua, điểm giao cắt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Thậm chí có vị trí có tới vài chiếc xe ô tô đậu đỗ ngay giữa vòng cua, bất chấp việc vi phạm quy định và dễ dẫn đến tai nạn giao thông. Những ô tô đậu đỗ ngay sát góc cua sẽ làm hạn chế tầm nhìn của các phương tiện qua lại. Phương tiện di chuyển ngược chiều qua góc cua sẽ rất dễ xảy ra xung đột, va chạm lẫn nhau dẫn đến tai nạn giao thông. Khuất tầm nhìn rất nguy hiểm, mọi người chú ý nhiều cái, không nên thế. Kể các ô tô hay là các cái phương tiện như vậy, động làm sao có đúng đủ đứng để lung tung là không được. Không chỉ gây khuất tầm nhìn, mà việc các chủ phương tiện đậu đỗ ô tô sát mép góc cua còn gây cản trở giao thông, khiến các phương tiện khác khi cua rẽ không thể đi đúng phần đường, mà phải cua vòng rộng, lấn làn đường của các phương tiện khác gây mất an toàn. Mất cái tầm nhìn quan sát, cho nên là rất dễ xảy ra tai nạn. Thực tế thì
ngay ở cái điểm cua chỗ đường Hàng Đồng đây là cũng đã xảy ra rất nhiều trường hợp về cái chuyện là va quẹt và tai nạn. Để đảm bảo an toàn cho các phương tiện, giảm nguy cơ tai nạn giao thông ở các góc cua, điểm giao cắt giữa các tuyến đường, thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần có những giải pháp phù hợp nhằm hạn chế các phương tiện đậu đỗ ở những góc cua, điểm giao cắt giữa các tuyến đường. Đồng thời, người tham gia giao thông cũng cần nâng cao ý thức không đậu đỗ phương tiện ở những điểm giao cắt. Bản tin thời sự hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.